Kính thưa quan viên hai họ đại diện cho gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước tiên thay mặt gia đình chúc sức khỏe các ông các bà cô dì chú bác một năm mới hạnh phúc. Kính thưa các cụ, sau một thời gian hai cháu tìm hiểu được sự nhất trí của hai bên gia đình và được chính quyền của hai địa phương cho phép, hôm nay gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, thì thay mặt gia đình thì cũng rất cảm ơn tấm lòng của phái đoàn nhà gái đã bớt chút thời gian để đưa cháu vua về bên gia đình nhà trai để làm lễ thành hôn. Và buổi lễ thành hôn hôm nay thì cũng mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác tiếp tục ăn trầu uống nước và chúc phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn. Nay gia đình với tấm lòng rộng mở đón bạn bè cô bác gần xa về đây sum họp một nhà, trước là tâm sự sau là mừng duyên. Và đám cưới được tổ chức ở ngoài sân, ra vào bốn họ phải nhen chân tiếp đón gia đình còn thiếu sót. Rất mong bốn họ thứ lòng nhân, bà con vì nghĩa vì tình chẳng quản đường xa thân xin đến mừng. Muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn, gừng đã cay muôn thuở vẫn còn cay. Cảm ơn quan khách hôm nay đến đây chia sẻ niềm vui cùng với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong tình yêu, khi chúng ta nhận ra rằng mình không thể thiếu một nửa kia của cuộc đời, và cả hai đã dành tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất, hoàn thiện hơn để cùng nhau viết nên hai chữ thật đẹp màu hồng, đó là hai chữ hạnh phúc. Trong hai tâm hồn đồng điệu, họ đã tắt lên những ngôn từ dạt dào yêu thương. Anh và em là hai nửa của nhau, cảm giác ấy là cảm xúc chân thành dạt dào hạnh phúc. Và họ ví nhau, anh là hơi thở, em là mùa xuân, là tất cả những gì của hai tâm hồn tồn tại để đi bên nhau đến trọn cuộc đời. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng trở lại nơi đây để xin mời toàn thể chúng ta cùng tự nhiên tiệc trầu, tiệc trà và thân nhất. Và chúng ta sẽ cùng đến với một vị đại diện của phái đoàn họ nhà gái nên có đôi lời phát biểu và chào dâu. Xin được trân trọng kính mời một vị đại diện đến từ phái đoàn họ nhà gái. Và xin mời toàn thể chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật đông nhiệt để cùng chào đón phái đoàn nhà gái cùng trở lại nơi đây ạ. Các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, kính thưa các quan khách quý, được sự đồng ý của các cấp chính quyền, hôm nay ông bà Nán Hai và bà Phù Sĩ long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Quan Tạ và Nguyễn Tụ. Thay mặt gia đình, tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý khách gần xa đã bớt chút thời gian về dự buổi lễ thành hôn hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Môi hồng để anh làm chồng còn em làm dâu, các bố kể từ đây qua sông thì đã có cây cầu, qua nhà đã có miếng trầu viên duyên, hai bạn chung một lời nguyện sang nhau đầu bạc chọn đời với nhau. Và đi tục chương trình chúc mừng phúc trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt yêu thương về phía sân khấu tình yêu để cùng đến với phút giây đăng quang đẹp mắt trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là màn chào nhẫn tình yêu. Mà xin mời cô dâu của chúng ta hãy cùng đứng lên và cùng dành trao cho nhau những kỷ vật để chúng ta sẽ cùng đi với nhau.
sở của quý anh chị và các bạn. Và xin mời hai bác chúng ta hãy cùng đi trong buổi trưa này hôm nay đi ạ. Quý vị và các bạn cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nhất đi ạ. Trai nuôi dạy thương lớn thật tài bè vui. Quý vị và các bạn đang cùng đến với những từ cao đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là món quà của mẹ dành tặng cho hai con. Và xin mời nhà nhiếp ảnh gia chúng ta hãy cùng lưu lại những bức hình đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Và xin mời bố cô chú rể chúng ta hãy cùng trở ra chúng tôi bên được cưới để cùng lưu lại những bức hình đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ.